Alan xin kính chào cả nhà. Cái kênh YouTube của cô kia hình như vừa post lên không có lâu. Alan nhận được cái text message nói về Airbnb. Và một người nữa comment vô cái YouTube của Alan là hi. Nói chung Alan nhận được ba cái tin. Chính lại cái chuyện của MB tại vì Helen đó là người giúp đỡ B trong một thời gian rất là dài. Những cái gì Helen làm giúp đỡ B thì đều có ở trong kênh của Helen. Helen đều đăng lên trên mấy cái video của Helen trong YouTube. Thì ai theo dõi kênh của Helen lúc bắt đầu câu chuyện giúp Bi thì mọi người sẽ hiểu rõ là Helen có giúp Bi gì hay không. Helen xin đính chính rằng Bi không biết đối với ai thì sao, nhưng đối với Helen, Bi lúc nào cũng rất tôn trọng. Tại vì Bi nhận xét được người nào Bi tin tưởng và người nào Bi không tin tưởng. Bi chưa bao giờ gạt Helen một cái chuyện gì. Mượn tiền đã từng có lúc đi làm chưa lãnh lương hay là Bi đã từng mượn tiền hay là 150 là bình thường, nhưng Bi vẫn trả đàng hoàng. Đối với Bi, Ti là người vô gia cư nhưng Bi vẫn còn cái tư cách theo cách nhìn của Helen khi Helen làm việc chung với Bi. Tại vì những cái gì Bi nói, Bi không phải như là một người giống như là lợi dụng người khác, lợi dụng người giúp đỡ mình, giống như đó là những cái gì Helen đã từng giúp Bi trong thời gian qua hay Helen nhận xét được là như vậy. Còn ai nói sao, ai vu khống thế nào, Helen không chấp. Tại vì có thể họ ganh tị cách làm việc của Helen quá tốt mà họ không thể làm được. Mình đã từng nói rồi, mình mới chập chững vào làm YouTube rất là nhiều chuyện để học hỏi, nhưng cái Helen rút kinh nghiệm được là từ cái sự tin tưởng người khác quá, giúp đỡ người khác rồi quay lại họ cắn mình. Đó là cái bài học làm YouTube của Helen. Bị người ta lợi dụng cái lòng tin của mình rồi sau đó người ta quay lại cắn mình, từ đó Helen rút ra được. Còn những anh chị em nào thích nói, thích chà đạp cách làm việc của Helen, bôi nhọ Helen, Helen đều hoan hỉ hết. Tại vì khi mình làm cái việc thiện á, mà mình đi đấu đá lại những cái chuyện không phải là sự thật, tại mình làm mình phải hiểu mình làm cái gì. Khi người ta nói không đúng về mình, tại sao mình phải tức? Nếu mình tức thì mình đã, cái tâm mình đã không thiện rồi. Mình tức, mình nói lại thì mình là phải là mình sân si không? Thành ra Helen không có tức giận ai hết mà Helen đều hoan hỉ hết. Ở đây Helen chỉ muốn nhấn mạnh là những cái gì Helen giúp họ, người vô gia cư, đó là thật lòng, thật tâm. Còn những anh chị em vô gia cư nào không có thân nhân ở nước ngoài mà tin tưởng Helen, cho Helen information và nhờ Helen, chẳng may có sự cố nào xảy ra với cuộc đời họ, họ cần Helen giúp đỡ để lo hậu sự, có thể Helen gửi vào chùa làm lễ cầu siêu 49 ngày, sau đó Helen sẽ nhờ chùa đi rải cho cái dưới biển lây những và cô chú bác anh chị khác. Còn nếu gia đình nào có thân nhân muốn gửi về Việt Nam chỉ có vài trăm thôi, Helen sẽ giúp. Không nhất thiết những người Helen đã từng giúp, những người nào cần giúp Helen sẵn sàng giúp. Mà Helen xin nhấn mạnh một câu, Helen sẽ không kêu gọi đóng góp giống như thường.
thường lệ. Nếu Helen có tiền từ kênh YouTube, Helen sẽ dùng tiền này, và Helen có một cái quỹ nhỏ, rồi Helen sẽ có thể đóng góp từ bản thân của mình để Helen giúp đỡ. Helen nói thật, ai làm cách nào Helen không biết, nhưng đối Helen, Helen nói là Helen làm. Mình không có giàu, nhưng mình được cái là mình có sự chân thành. Tại sao nhiều anh em vô gia cư quý mến Helen? Trong thời gian Helen giúp họ hơn 4 năm nay, ít nhiều họ cũng nhận ra được người nào tốt, người nào xấu. Helen không có vỗ ngực xưng tên. Cái cách mà Helen đi ra đó quay YouTube phát đồ ăn thì cả nhà cũng thấy mấy anh em vô gia cư bu quanh rồi nói chuyện vui vẻ với Helen là hay, là cả nhà cũng tưởng hiểu rồi. Cái đường nó hơi rung nha cả nhà. Đây, cái đường ta đang làm á, đang làm cái rung. Thật sự á, Helen giúp Bi á, Helen hay là bất cứ người nào khác cũng vậy, nếu họ không thích lên YouTube, Helen không bắt buộc họ phải quay, vì Helen giúp đỡ họ, Helen ra lệnh họ làm theo cái cách của Helen. Helen không làm chuyện đó. Giúp người ta mà mình trao đổi như vậy thì không phải là giúp nữa mà là kinh doanh rồi cả nhà. Trong thời gian này á, Bi muốn được yên tĩnh. Bi thật sự á, Bi cũng không có thích lên YouTube nhiều đâu. Lúc đầu là đã như vậy rồi, có chuyện gì đói đế lắm thì Helen mới quay thôi. Nhưng mà thời gian mà sau này Helen có gặp Bi, biết chỗ ở của Bi, cũng có liên lạc nói chuyện với Bi, Helen và chị Nga cũng đang giúp Bi học cái lớp DUI mỗi thứ hai vào lúc 5 giờ. Ngày thứ ba là chị Nga sẽ lấy cái report Bi có học hay không, là Bi học gần xong rồi. Đó. Thì thật sự cái anh ở dưới suối á nói không thích Helen, nhưng mà tại sao nhờ những anh em vô gia cư khác xin đồ ăn của Helen cho anh ấy ăn. Mình ghét người ta mà mình ăn đồ người ta làm cái gì, đúng không cả nhà? Hay là nói, hay là không có giận, hay là nói là nếu như ảnh làm sai, ảnh biết cái lỗi của ảnh, ảnh lại ảnh xin đồ ăn, xin đồ đạc với Helen, Helen sẵn sàng cho, Helen giận, sẵn sàng mở lòng, Helen không có chấp nhất. Nhưng mà ảnh quá cố chấp, một khi cố chấp nói người khác, chà đạp người khác, mà quay lại nhờ anh em vô gia cư xin đồ ăn nước uống của Helen bao nhiêu lần. Mình nói lên đây, nếu anh có YouTube anh nghe đi, anh coi Helen nói đúng hay sai. Nếu anh cần, Helen có thể nói tên anh em vô gia cư nào xin đồ ăn cho anh luôn. Ok, Helen biết luôn mà Helen vẫn cho, tại vì Helen không chấp, tại vì anh là người vô gia cư, còn Helen là người làm từ thiện. Nhưng mà đừng phá cái phước của mình nữa anh ơi. Mình đã sống ở ngoài đường rồi, khó khăn lắm rồi. Hôm nay ăn bữa hôm nay lo ngày hôm sau rồi. Đừng tạo nghiệp nữa anh ạ. Rồi mới mốt rất là anh thêm vài tuổi nữa, ốm đau bệnh tật rồi sẽ khổ. Tự hành cái xác của mình. Cái đó là lời khuyên chân thành từ Helen nha. Helen đã nghe hôm thứ sáu rồi, Helen cũng đã xác minh rồi. Nhưng mà hôm chủ nhật Helen ra phát thức ăn ở thư viện, lại tiếp tục có hai người lại hỏi Helen tiếp nữa. Thì cái chiều chủ nhật Helen cũng đi về và đã lại chỗ anh cây, nơi Bi ở kế anh cây, để xác minh chính xác một lần nữa. Helen vẫn chưa đăng, chưa có post bài video lên YouTube là tại sao?
Helen thấy cái vụ này cũng giống như Helen cũng bàn với ông xã mình. Ông xã mình nói ô cái này là mấy người ngoài thư viện hỏi thôi chứ đâu có ai nói gì trên YouTube đâu, thôi đừng có post lên. Thì Helen hô lại, nhưng mà Helen không ngờ hôm nay lại có người đăng lên nói là Bi đã qua đời.
nhiều hay là giúp nhiều, có ít hay là giúp ít? Clear cái DUI
của Bi ra để đùa cợt thì họ sẽ nhận được những cái hậu quả xứng đáng mà những gì họ đã tạo ra. Helen tin rằng trên đời này vẫn còn nhân quả sẽ có. Bất cứ Helen làm một cái công việc gì, Helen cảm thấy không thẹn với lương tâm mình là được rồi. Cho dù ai có chửi, có nói vì dạy kinh của Helen đi nữa, Helen cũng không chấp. Tại vì mình phải hiểu chính mình. Nếu mình không hiểu chính mình, mình ra đôi co với những cái câu chuyện không đúng sự thật như vậy, chẳng phải là mình cũng giống họ hả? Hay sao? Mình phải làm những cái việc gì khác họ, chứ mà làm giống họ thì đâu có gì để mà nói để làm mà lên đây nói, đúng không? Nhân cách của mỗi con người đều thể hiện qua cách làm việc của họ. Những người mà bóc phốt silent
video đăng tải buổi đăng tải chiều hôm qua nói về cái chết của Bi. Thì chiều hôm qua Bi có ra thư viện mua thuốc lá. Rất là nhiều anh chị em vô gia cư ở ngoài đó đã thấy Bi. Còn đây là sáng hôm nay, xe của Bi vẫn còn đậu ở đây. Cả nhà thấy chưa? Xe của Bi vẫn còn đây nghe cả nhà. Cho dù ai nói gì thì nói, hay là không muốn gây thêm phiền phức, vì hay là tin rằng trên đời này còn nhân quả, hay là để nhân quả quay lại trả lời lên những ai chà đạp hay là. Nếu mình lên đây để mình đôi co hơn thua thì hai chữ từ thiện không còn nữa. Thôi thì ai có sức thì cứ việc làm. Sức của Helen, Helen chỉ dùng để làm từ thiện thôi. Ok. Helen đã làm video xong rồi, nhưng mà hôm nay do cái clip mới lên, có nhiều người vẫn không tin là Bi còn sống. Có thể là do những người đó sống ảo quen rồi, bây giờ sự thật khó mà tiếp thu. Thì mình muốn sống ảo thì mình cứ sống ảo đi, đừng tin nữa. Thì Helen muốn nói ở đây là sau buổi trưa hôm qua, cái video clip lên nói là Bi qua đời, thì sau đó vài tiếng, buổi chiều hôm qua luôn, Bi có lại thư viện mua thuốc lá với sự
Bi lên hay là tiếng nói của Bi để chứng minh